gìn giữ chánh niệm, không có để bất cứ một cái lời nói hay hành động cử chỉ của người khác mà thay đổi cái tâm trạng của mình. Cái tâm trạng của mình đang an lạc, đang hoan hỷ, tự nhiên nghe mấy câu cái hết hoan hỷ. Chẳng những hết hoan hỷ không nói làm chi, còn lại nổi sân nữa. Thì cái này là cái người này có thận cần không? Không. Rồi gì? Thận trừ cần. Thứ hai là trừ cần. Trừ là gì? Những cái bất thiện pháp nào sanh lên, mình phải nỗ lực trừ diệt đó. Phải nỗ lực trừ diệt. Chứ không có kiểu mà cho nó tam bành lục tặc, nó nổi, nó cháy hết trơn rồi nó mới nguội là không được. Mình là khi nào mà mình nóng lên đó là mình nóng cho nó hết ga rồi. Giống như củi mà nó cháy hết rồi đó, thì nó mới tàn. Chứ mà nó đang cháy là không có cách gì mà ngăn được. Thì cái đó mình thiếu cái gì? Trừ cần. Mình thiếu cái sự nỗ lực để mà diệt trừ cái phiền não. Chúng ta để ý đi. Mỗi lần mà mình buồn là ít nhất phải là có người thì buồn ít nhất phải 5 ngày, 3 ngày, 2 ngày. Tại cái cơn của mình có đó thì mới nguội. Chứ không có nguội liền được. Hoặc là nóng là phải nổi tam bành lục tặc lên rồi, xong rồi á thì mới xong. Có người cũng vừa tự dỗ ngực xưng tên hay lắm. Cái tánh của con á, sư biết không? Thẳng lắm. Đụng con làm liền. Con làm rồi thôi. Đó. Chửi người ta tanh bành té bứa rồi thôi, chứ không lẽ giờ chửi người ta rồi làm gì nữa. Đụng đến con là con chửi liền. Con làm liền. Mà con làm rồi thôi, con không để bụng. Thưa với quý vị, cái đó là chúng ta ngụy biện. Chúng ta bị cái thói quen nó đánh lừa mình. Đánh lừa mình từ xưa, lừa mình từ xưa giờ. Cái nỗi khùng lên hết rồi cái mới nguội. Thì quý vị cứ thử nghĩ là lửa cháy tan bành té bứa trơn rồi nó phải nguội, chứ không lẽ nó cháy hoại. Nó hết nhiên liệu rồi. Nó cháy hết sức rồi. Thấy không? Chửi cũng chửi rồi, giận cũng giận rồi, tức cũng tức rồi. Thì nó phải nguội thôi, chứ không lẽ giờ tức hoài sao chịu nói. Củi mà cháy lên rồi, nó cháy một hồi nó quay hết, thấy không? Nhưng mà chúng ta ngăn chặn được ngay lúc nó đang cháy thì mới là quan trọng, mới gọi là trừ cần. Cho nên nhiều khi mình nói mà là không được. Cái cô này cô còn dữ dằn hơn nữa. Cô nói, con ấy sư biết không? Thấy vậy chứ không ai vậy à. Con thương được là con ghét được. Con nhớ được là con quên được. Con lấy được là con bỏ được. Nhưng có một điều con nói được mà con làm không được. Dạng vậy đó. Cái dạng là nó thiếu mấy cái chánh cần này. Rồi, trừ cần xong tới gì? Tu cần. Tu là những cái thiện pháp nào chưa sanh mình phải làm cho sanh khởi. Có những cái thiện tâm trong lòng mình á mà chưa sanh mình phải làm sao cho sanh khởi. Cố gắng làm cho sanh khởi. Thì gọi là tu cần. Bảo cần là gì? Những thiện pháp nào đã sanh thì phải gìn giữ, bảo trì. Phải nỗ lực, phải gìn giữ. Thí dụ như một cái việc mà đi nghe pháp thôi. Nhất là Phật giáo Nam Tông của chúng ta, cái truyền thống nghe pháp là một cái truyền thống vô cùng đặc biệt mà từ xưa các ngài đã dày công để lại. Mà ngày hôm nay quý vị thấy nghe pháp không? Lèo tèo, thua nhiều đạo tràng lắm. Là bởi vì sao? Mình thiếu cái gì? Tu cần với cái bảo cần, thiếu cái nỗ lực được. Đó, trở lại, tức là cái chân sát thâm mát sát bản năng là khó được nghe diệu pháp. Và cuối cùng là cái chô bút tha nó mất ba đô là khó gặp Phật ra đời. Mà mình ở đây thì mình được ba cái điều vô cùng quan trọng rồi. Sanh làm người rồi nè, được làm người có thỏa mãn rồi, rồi được nghe diệu pháp. Mình chưa được gặp Phật, nhưng mà bây giờ mình sanh ra trong thời kỳ còn Phật, còn giáo pháp của Phật. Cho nên cái này chúng tôi tính cho quý vị thêm nửa điều nữa. Ở trong kinh dạy là bốn điều khó được, thấy không? Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Mà mình bây giờ mình đã được ba điều rưỡi rồi. Với cái số vốn này mình phải làm sao? Một là từ huề đến lời, đừng để lỗ. Bây giờ tổng số vốn là bốn phần mà mình được ba phần rưỡi rồi,
mà mình làm thế nào vốn lời mất hết, lỗ vốn. Tức là mình tu làm sao đời sau sanh ra tiếp tục làm người nữa, gặp được minh sư thiện hữu rồi tiếp tục tu nữa thì gọi là huệ, huệ vốn. Còn lời là phải sanh lên làm chư thiên, lên chánh tu nữa, nó khỏe hơn. Đó là lời, hiểu không? Chứ mà kiếp sau mà xuống bốn đường ác đạo là lỗ nặng. Đó là không còn vốn mà mất luôn, luôn lời. Hiểu chưa? Nói cho vui vậy thôi, nhưng mà cái ý nó như vậy đó. À, phải tu làm sao là từ từ quê cho đến lời. À, quê là sao? Là tối thiểu kiếp sau kẹt kẹt cũng sẽ là làm người. Ha? Làm người rồi lại tiếp tục đi chùa nữa, tại mấy cái chùa này nó hiện hữu rồi, ngàn năm là chuyện bình thường. Chùa Tam Bảo mình là cách đây là từ thập niên 60 hả cô Thị Trung? Phải là thập niên 60 không? Đó, tới nay là nó hơn nửa thế kỷ rồi. Nếu mà kiếp người sanh đi sanh lại chắc cũng hai kiếp rồi. À, cho nên là cái tiếp tục sanh lại tu nữa gọi là huệ. Ha, gặp tiếp tục gặp minh sư thiện hữu nữa, xin cho con mãi mãi dù sanh về nơi đâu đều gặp pháp nhiễm mau để nương theo tu tập. Đó, cho nên sanh bất cứ chỗ nào mình cũng phải gặp được cái diệu pháp để mà mình tu tập. Rồi như vậy thì đó là lời dạy của Đức Phật. Bây giờ kính thưa quý vị, những cái hệ thống kinh điển Bali này á, là nó nói lên cái tính chất của đạo Phật. Đạo Phật không phải là một tôn giáo, nghe cho kỹ nghe, đạo Phật không phải là một tôn giáo, phải nghi lễ rồi phải mực thước này, không phải. Đạo Phật là một phương pháp để mà thực hành dẫn đến sự an lạc. Mục đích của đạo Phật là đưa chúng sanh đó là từ phàm sang thánh, ly khổ đắc lạc. Thế nào từ phàm sang thánh? Có nghĩa là những cái pháp mà Đức Phật dạy đây là những cái pháp của bậc chân nhân, những cái pháp của bậc thánh. Thì bây giờ mình phải tu tập theo những cái pháp này để chi vậy? Mình tập những cái tâm của thánh, bỏ bớt cái tâm phàm. Bây giờ chúng tôi xin ví dụ. Bây giờ là cái rốt ráo của cái sự tu tập của mình là phải đắc được Tu Đà Hoàn, phải không nè? Dự lưu là cái dòng thánh đầu tiên, dự dòng thánh, cái quả thánh đầu tiên của cái người tu theo lời dạy của Đức Phật là phải là Tu Đà Hoàn. Tu Đà Hoàn là được gọi là bậc thánh nhập lưu hay là bậc thánh dự lưu. Nhập là vào, dự là cũng vào luôn, mà vào cái dòng thánh. Thì bây giờ mình coi các bậc thánh Tu Đà Hoàn có những cái tâm gì, thì kể từ hôm nay chúng ta cố gắng tập cái tâm đó. Và có hai cái tâm của bậc thánh Tu Đà Hoàn mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị để chúng ta tập. Đó là vị thánh Tu Đà Hoàn không bao giờ có cái tâm ganh tị, và các ngài cũng không có bỏn sẻn. Các ngài diệt trừ được ba kiết sử. Thứ nhất là gì? Thân kiến. Thứ hai là gì? Hoài nghi. Thứ ba là giới cấm thủ. Các ngài vẫn còn tham, nhưng mà chỉ có bốn tâm tham ly tà thôi, chứ không có bốn tâm tham hợp tà. Ở đây có ai học A Tỳ Đàm không? Thôi rồi, ở chùa Tam Bảo mà không biết mấy cái này thì uổng quá, không có đúng cái chất của cái gọi là Tam Bảo Tự Theravada. Tam Bảo Tự Theravada là mấy cái này phải nằm lòng, bỏ bụng hết, đụng là sổ rẹt, chứ không có cái kiểu mà hỏi cái là ngó sư cừ. Thôi sẽ đọc luôn đi cho nhanh. Mấy cái này nó cơ bản. Rồi quay lại cái ý của tôi nói là bậc thánh Tu Đà Hoàn là ngài có hai cái tâm là không có, là thứ gì? Ganh tị. Thứ hai là gì? Bọn sẹn. Thì bây giờ quý vị muốn nhập lưu hay giữ lưu thì phải sao? Phải tập bỏ hai cái tâm này. Thế nào là ganh tị? Ganh tị là gì? Ganh tị là gì nè? Ganh tị tức là mình so đo mình với người khác. Khi người ta hơn mình cái mình buồn, mình không muốn người ta được. Ganh là vậy đó, ganh là không muốn người ta được mà muốn mình được không à. Ganh tị là gì? Định nghĩa đơn giản là mình không muốn người khác được cái gì.
mà người ta được thì mình không có vui. À, thì bây giờ phải tập bỏ cái tâm này. Cuộc đời cần phải vui tươi, gặp nhau nên có nụ cười trên môi. Nếu không hoan hỷ thì thôi, xin đừng quan trái lưng hồi khổ đau. À, bây giờ mình không hoan hỷ được thì thôi. Mà mình ngộ lắm. Một là hoan hỷ, hai là quan trái. Một là thương, hai là ghét. Cuộc đời của mình như vậy có hai cái. Bây giờ mình phải tập cái thứ ba. Cái thứ ba là gì? Lỡ mình thương không nổi, nói sư ơi bây giờ sẽ bắt con thương cái bà này, sao con thương nổi được? Trời ơi, quan trái với bà nhiều đời nhiều kiếp dữ lắm, nghe cả hư bà không, con đã mệt rồi, chứ đừng có nói chi mà gặp bà sao con chịu. Thấy không? Bà mà nói ra nữa là phải gây lộn thôi. Thí dụ như vậy, phiền não lắm, tránh bà không được. Thì thôi bây giờ ráng làm sao mình không có quan hỷ thì thôi. Nhưng mà dứt khoát là không có quan trái. Nhớ không? Tức là mình không quan hệ một cái điều gì đó, mà không quan hệ với ai đó thì thôi. Giữ cái tâm chỗ đó thôi. Chứ đừng có ngược lại là mình quan trái. Bây giờ khi mình nói với cái người đó mà nói với bằng cái tâm ganh tị, thường là mình nói quan trái. Nói thêm, nói bớt. À, đại khái vậy đó. À, ví dụ như vậy hiểu. Rồi, cái thứ hai là gì? Bổn sẻn. Cái tâm bổn sẻn là gì? Là lúc nào mình cũng không muốn mình mất cái gì hết trơn. Lạ vậy đó, biết từ đâu. Lúc nào mình cũng muốn là mình được chứ đừng có mất. Cho dù là thua thiệt cái lời nói hay là cái danh dự hay là vật chất là mình không muốn mình mất. Mà mình chỉ muốn mình được. Nó lạ vậy biết từ đâu. Mà mình biết rõ là sanh giả không, tử cũng giả không. Phải không? Phải không nè? Sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi. Chào đời thì hai tay trắng, lìa đời thì trắng hai tay. Chỉ có nghiệp kiếp này, còn vương vấn kiếp sau. Sống sao cho phải đạo, đừng giả bộ ngọt ngào mà lòng đầy binh đao. Hại người bằng tâm ác, quả báo muôn đời sau. Đó. Cho nên bây giờ là mình biết hai cái tâm này là không tốt, thì bây giờ mình tập dứt khoát. Tại trong cái thập thiện của người, thập phúc hành tâm của người cư sĩ mà theo Phật giáo Nam Tông á, người cư sĩ theo Phật giáo Nam Tông có bốn cái điều cần phải nhớ. Thứ nhất là quy y Tam Bảo. Thứ hai là giữ năm giới hoặc bát giới. Thứ ba là tạo thập thiện nghiệp, tức là tránh làm ác bởi thân khẩu ý. Tức là thân không sát sanh trộm cắp tà dâm, khẩu không nói dối, không nói hai lưỡi, không có lời động thọc, không có lời vô ích ý, thì không có tham ác sân ác tà kiến ác. Nhưng mà song song đó chúng ta phải tiếp tục tạo thập phúc hành tâm, tức là 10 cái phước lành mà cần phải làm. Đó là bố thí nè, trì giới nè, tham thiền nè, cung kính nè, phục vụ nè, thính pháp, thuyết pháp, hồi hướng, tùy hỷ, cải tạo tri kiến, tức là cải thiện cái tri kiến mình. Đó, 10 cái này cần phải dung bồi. Cư sĩ Phật giáo Nam Tông có như đây thôi. Làm cho nó tròn. Cái câu đầu là không làm cái điều ác. Gọi là Đức Phật dạy là không làm các điều ác, tức là thân không sát sanh trộm cắp, khẩu không nói dối ha. Thứ hai là làm các việc lành, là 10 cái điều chúng tôi nói từ bố thí trì giới tâm thiện vân vân. Rồi, chúng tôi nói sơ như vậy. Và cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ là gì? Là cái hệ thống kinh tạng Nikaya hay là Bali, thì cái tính của cái kinh này là nói ra là để chúng ta thực hành. Đạo Phật không phải là cầu sinh nha. Là đạo trở lại chính mình mà thôi. Đạo không triết lý đầu môi. Đạo không lý thuyết đầu môi. Nói ra là để đi đôi thực hành. Giữ tâm niệm ý trọn lành. Khi tâm thanh tịnh thì tịnh thanh cõi đời. Nó đơn giản vậy. Đạo Phật không phải cầu sinh. Nhớ. Nếu mà cầu sinh nó thuộc về tôn giáo rồi. Đạo Phật không phải. Rất thiết thực trong những cái bài kinh Đức Phật dạy. Thì ngày hôm nay chúng tôi trích một cái bài kinh gọi là Sappa-sawa-sutta. Sappa-sawa-sutta được dịch là Nhất Thiết Lậu Hoặc Kinh, hay là Kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc. Nhất thiết ở đây là tất cả. Lậu hoặc là phiền não. Nó từ cái chữ Sappa cộng Asawa. Sappa là tất cả, Asawa là lậu hoặc.
Hai cái này cộng lại gọi là Sapa Sawa. Xuất tá là kinh. Thì cái bài kinh này có tựa đề là kinh tất cả các lậu hoặc, hay là kinh nhất thiết lậu hoặc ha. Thì trong cái nội dung của bài kinh này là Đức Phật Ngài giảng cho chư tỳ khưu về cái pháp môn phòng hộ tất cả các lậu hoặc. Thì mình bây giờ trong người mình có lậu hoặc không? Lậu hoặc có không? Lậu hoặc là gì nè? Lậu hoặc là phiền não, có thể hiểu vậy đó. Tham sân si là lậu hoặc. Thì bây giờ Đức Phật dạy cái bài kinh này là cái pháp môn để phòng hộ. Cho nên chúng tôi muốn quý vị là phải nghe cái bài kinh này rồi về để mà thực hành, thì đó mới là đạo Phật. Đạo Phật không phải là một tôn giáo dẫn đến tín ngưỡng. Đứa con người từ mê hoặc này đến mê hoặc nọ, mà đạo Phật nói ra cốt để chúng ta thực hành để đạt được một cái pháp an lạc thiết thực ngay trong cõi trời này, trong cõi đời này. Chứ không phải mà cái cầu sinh suốt ngày. Nhớ dùm chứ một câu là đạo Phật không phải là cầu sinh, là đạo trở lại chính mình mà thôi. Đạo không lý thuyết đầu môi, nói ra là để đi đôi thực hành, phải tu tập. Mà nhớ ai tu thì người đó hưởng nghe. Chứ không phải người này tu mà người khác hưởng đâu. Giữ tâm niệm ý trọn lành, khi tâm thanh tịnh thì tịnh thanh cõi đời. Như vậy khi tâm đã thanh tịnh rồi thì tự nhiên cái cuộc đời mà nó tịnh thanh thôi. Là cái ý của chúng tôi muốn xoáy mạnh vô cái kinh của Nikaya là vậy, là để tu tập. Những cái bài kinh này hay lắm. Thì hôm nay Đức Phật Ngài nói cái pháp môn để phòng hộ ha, phòng hộ tất cả các lậu hoặc. Thì ở đây trong cái bài kinh này chúng tôi được biết là có 7 cái pháp môn. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Quý vị coi cái pháp môn nào mà nó phù hợp nhất với căn cơ, trình độ, bản tánh, hoàn cảnh của mình, thọ giáo pháp môn đó để bắt đầu chi? Tu tập là có ngay kết quả. Quý vị nhớ giùm chúng tôi, Đức Phật có 4 điều không làm được nha. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là nhân quả không thể thay. Phật không có cái quyền năng thay đổi nhân quả. Nhân quả là một định lý tất nhiên. Hãy gieo gì gặt đó, trồng gì hưởng nấy. Giống như khi bạn đâm đầu vào tường thì độ cao của khối u á, nó tỷ lệ thuận cái độ ngu khối óc. Tức là ngu càng nhiều thì độ cao nó càng nhiều. Mà ngu ít thì độ cao nó ít. Đơn giản vậy thôi. Tức là anh gây nghiệp nhẹ thì ảnh hưởng nhẹ, mà anh gây nghiệp nặng thì anh trả nghiệp nặng. Đó là một cái quy lực. Đức Phật không có cái quyền năng mà khi anh đâm đầu vào tường một cái đùng, mà anh rút cái đầu ra mà Đức Phật rờ cái tay lên nó xẹp cái u đó là không có. Nó là nhân quả mà sao mà xẹp được. Thấy không? Đức Phật không có cái quyền năng là nhân quả Ngài không thể là thay đổi. Hai, trí tuệ không thể cho. Cái trí tuệ ở đây là nói về cái trí tuệ của Đức Phật. Nếu Ngài cho được thì mình quá sướng, mình khỏi phải tu, Phật cho ngay. Phật ái chúng sanh như ái tử rồi đó, thương chúng sanh như thương con rồi đó. Mà con sinh thì cái gì mà không cho? Nhưng mà khổ cái cho không được. Cho không được. Trí tuệ giải thoát nhất thiết chủng trí của Ngài không cho được. Cho được là quá trời sung sướng rồi. Đâu cực khổ giờ phải ngồi nghe pháp để tạo nhân phát sanh trí tuệ làm chi. Phật cho được là mình ở đây là mình mặc sức mà hưởng. Phật chỉ cần chỉ ngón tay xẹt vào đầu mình cái là trí tuệ mình mở lên là thôi, khỏe quá. Không được, không có cái vụ đó. Không có giống như chụp trong phim được. Trong phim mà cái vụ truyền nội công cho là không có vụ đó. Ta luyện tu luyện 80 năm cái tự nhiên mình có duyên cái lợi người ta truyền nội công qua cái mình có nội lực 80 năm của người ta, đâu có đơn giản. Trí tuệ không thể cho. Nếu mà cho được cái nghe, xin lỗi quý vị, nó cái trí hàm trí thôi nè. Bây giờ một cái người họ giỏi 3 ngoại ngữ, họ biết tiếng Anh, rồi tiếng Hoa, rồi tiếng Pháp. Bây giờ họ sắp sửa họ chết, mình chạy lại nói: "Trước ông chết rồi ông đâu có xài nữa, ông cho tôi đi, ông cho tôi 3 cái ngôn ngữ này đi, tôi để tôi ở rồi tôi xài." Được không? Được không nè? Lựa cái ông nào mà học giỏi ngoại ngữ, ông sắp chết chạy xin. Nói ông không sống lâu ở đâu, bệnh này bác sĩ nói thập tử nhất sinh rồi. Nay mai ông chết rồi thôi ông cho tôi cái vốn liếng ngoại ngữ của ông đi.
ông nói tiếng Anh nghe hay quá, ông nói tiếng Pháp giỏi quá, ông nói tiếng Hoa giỏi quá, bị ông cho tụi đó đi, ông chết mang theo bản sao ông xài. Không thể được. Như vậy thì trí tuệ không thể thể cho, diệu pháp không thể tả. Hiểu cái ý này không? Tức là cái diệu pháp là cái vị á, cái vị an lạc của pháp á, không có tả được. Ai tu nấy nếm mới biết, ai tu nấy chứng đó, vậy đó. Mình chứng thì mình mới biết được. Cái vị đây là vị giải, giải thoát á. Mình buông được bao nhiêu thì mình thấy nó nhẹ bấy nhiêu. Bây giờ mình buông, mình hỏi cái bà kia nhẹ không, bà nói tao không biết đâu, mày buông cái mày biết chứ. Rồi cái gì gãi cái gì hỏi bà có đã không, bà nói sao biết. Bà gãi bà biết chứ, sao bà gãi bà hỏi tôi có đã không sao được. Đó, chỉ có ai tu thì người đó. Đức Phật nói rằng giáo pháp của Như Lai cũng giống như nước biển, chỉ có một vị duy nhất đó là vị vị mặn, thì giáo pháp Như Lai cũng có một vị duy nhất đó là vị giải, giải thoát. Cái chữ giải thoát ở đây tức là một cái gì đó mà mình thoát ra khỏi mọi sự ràng buộc. Mà trong cái đó phiền não là ràng buộc. Bây giờ nè, cụ thể nhất này dễ thế này: vợ con chồng rồi tài sản nhà cửa vàng bạc danh vọng sắc đẹp, nói tóm lại mấy cái này là sợi dây hết, nó buộc mình à, mà mình kêu mình buông mình đâu có buông, cho nên mình mới vô minh đó. Vô minh là chỗ đó ngu lắm, ta kêu buông không chịu buông, ôm rồi la khổ. Như mình ôm một cây lửa trong người mình nóng quá, mình la nóng quá thì kêu buông đi, không buông mình không buông, mình cứ ôm đó mình la à, rồi mình chết cháy à, mình đang cái ngôi nhà, mình đang ngôi nhà gọi là đang, nó đang cháy, tham sân si đang đốt mình, mà cứ buông mình không buông. Cái này mới gọi là mình bị vô minh. Bây giờ chúng tôi nói một cái quý vị thấy của mình vô minh lắm. Người ta nói đã biết vô thường sao còn phiền não, thấy ngu không? Vô thường đâu có gì bền vững đâu mà phiền não chi. Ông đó ông nói kệ ông, chuyện nó xảy ra kệ, chuyện ra cái gì cũng vô thường hết trơn, mà có cái gì bền đâu mà mình phải phiền não. Nhưng mà mình vẫn phiền não. Vậy thì phải vô minh không? Đã biết vô thường sao còn phiền não, đã biết phiền não sao còn khổ đau, ngu dữ nữa. Trời con khổ quá, nó có là phiền não con khổ chứ vậy mà cũng khổ. Đã biết phiền não sao còn khổ đau, đã biết khổ đau sao còn trói buộc, còn ngu nữa. Vô minh, đã biết trói buộc sao chưa chịu buông là quá ngu. Bây giờ một cái người mà khi biết mình đang bị trói thì cái điều đầu tiên của cái người đó muốn là gì? Phải cởi trói. Đằng này họ không muốn cởi trói, họ muốn trói nữa. Như vậy thì mình thấy vô minh quá lớn. Đã biết vô thường sao còn phiền não là cái ngu thứ nhất. Cái ngu thứ hai, đã biết phiền não sao còn khổ đau. Cái ngu thứ ba là đã biết khổ đau sao còn trói buộc. Cái ngu thứ tư là đã biết trói buộc sao không chịu buộc. Đó. Cho nên khổ là như vậy. Rồi, bây giờ nói vòng vòng hồi nó mất thời gian lắm. Thời gian mình không có nhiều. Bây giờ mình phải đi sâu vô bài pháp. Chà, nãy mình lên đây là 7 giờ hả? 7:15 mà bây giờ hết 45 phút rồi. Ê, hết 40 phút rồi. Bây giờ thì như vậy thì quý vị thấy những cái kinh điển của Phật giáo nguyên thủy đó, hệ thống kinh tạng này á, là chúng ta phải nhớ một điều là nói ra là để thực hành ha. À, bởi vì Đức Phật á, thì tại sao Ngài giảng nhiều kinh như vậy, nhiều pháp môn như vậy? Được gọi là Đức Phật là một cái vị thầy mà khéo thiện thiết. Quý vị hiểu cái từ mà khéo thiện thiết không? Có những người họ nói chuyện rất hay, nhưng mà nhiều khi họ nói dẫn đến người ta bất thiện không à? Nói cho người ta sân rồi tham rồi không, thì cái này gọi là khéo bất thiện thiết. Còn Đức Phật Ngài nói pháp mà người ta dẫn đến ly tham, mà nói hay đến mức độ mà người ta nghe người ta thích. À, Đức Phật Ngài có 32 tướng của vị đại nhân, mà trong đó có một tướng, đó là cái âm giọng của Ngài. Cái âm giọng của Ngài nó giống như một cái loài chim quý ở trong rừng, tên là cái gì chúng tôi quên rồi, ắc canh khát cá hay gì đó. Tức là sau thời kỳ Đức Phật khoảng 300 năm thì đời của vua A Dục á, A Dục Vương á, thì có một cái người thợ săn họ mới bắt được một loạt chim quý.
Mà con chim này là đúng với cái một trong những cái tướng đại nhân của Đức Phật. Là bởi vì cái giọng hót con chim này á, trong rừng mà khi mà nó hót lên á, nó hót lên á, là tất cả những loài thú trong rừng á, những con thú đi săn á, tự nhiên cái tâm ác của nó giảm lại. Ghê rồi đó. Những cái con mà đi săn mồi á, đi nó giết con khác á, tự nhiên nó nghe cái giọng con chim này kêu lên hót lên thôi mà nó giảm cái tâm sát sanh của nó lại, cái tâm mà đi giết người của nó lại, đi săn cái con khác. Thì sau khi bắt được con chim này rồi, cái người ta mới tặng cho Đức Vua. Đức Vua mới thương bà hoàng hậu quá, Đức Vua A Dục mới tặng cho bà hoàng hậu. Nhưng mà khổ nổi khi tặng cho bà hoàng hậu, bà hoàng hậu đang chờ nó hót, coi cái âm thanh như thế nào mà được ví giống như là cái giọng nói của Đức Phật. Đức Phật được nói giống như cái giọng nói con chim này, giọng con chim này. Bà đợi hoài cho nó không hót. Thế là hỏi người ta mới bày cái này cái kia. Có người nói cho nó ăn ớt đi, cho nó lột lử nó mới hót. Rồi nó ăn ớt nó cũng không hót. Thì cuối cùng người ta nói cái loài chim này nó độc, nó lạ lắm. Là khi nào nó thấy được đồng loại của nó thì nó mới hót. Trời ơi, mà con chim quý mà có được một con là kiếm muốn chết rồi, đã kiếm ra con thứ hai để cho nó thấy đây. Thế là người ta mới bày ra là đưa một cái tấm gương. À, tấm gương ngày xưa là miếng đồng á, ta chùi cái bóng lên để cho nó nhìn thấy. Mà thiệt nó nhìn thấy nó, trong đó nó hót, nó tưởng đồng loại nó hót. À, mà thiệt khi nó hót lên bả nghe được cái âm thanh đó. Bả nghe một cái tâm của bả từ cái người mà nó phiền não nó nhẹ bớt phiền não, người sân bớt sân, người tham bớt tham. Bả mới nói rằng là mai là một con chim thôi mà đã hót mang đến cái tác dụng như vậy rồi, huống gì là bậc đạo sư cách đây 300 năm. Mà ngài nói ra nữa thì chúng sanh nó an lạc cỡ nào. Mà bà tiếc cái là bà sanh sau thời Đức Phật có 300 năm thôi, bà không nghe được cái giọng nói của Đức Phật. Đó, cái giọng nói của Đức Phật nó hay như vậy, nói ra một cái người đang sân bớt sân liền. À, người đang phiền não bớt phiền não, nghe cái giọng thôi đó. À, còn cái giọng nói của mình mà ta đang phiền não mà nghe cái giọng mình cái người ta muốn đốt mình luôn. Đó, tâm bành lục tặc nổi thêm nữa. Ta quay ta kêu im đi, bà nói hồi tôi giận tôi chết bây giờ đó. À, vậy không à. À, cái miệng của Đức Phật giống như là miệng ta là cánh hoa sen vậy đó. Một khi hé mở là một phen thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ thôi, muôn dần mát lòng. Còn cái tiếng của cái người này thổi ra một cái, người ta trời ơi, nổi khùng, nổi điên không. À, thì Đức Phật là cái giáo pháp của Ngài là khéo thiện thiết. Mà đặc biệt là tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh nó mới ghê chứ. Mình hiểu không? Tức là Đức Phật thật giai cấp nào? Từ vua chúa cho đến thường dân, từ trí thức cho tới người không học, Ngài nói pháp đó đúng với căn cơ trình độ. Không tin chúng tôi là quý vị biết, quý vị lật ra cái bài kinh mà Đức Phật đụng gọi là tế độ cái ông Bà La Môn cài ruộng á, quý vị có thấy cái giai thoại đó không? Cái giai thoại là gặp chư thiên, Đức Phật thuyết pháp chư thiên đó. Gặp dạ so, Đức Phật thuyết pháp dạ so. Dạ so A La Quán Cá. Chư thiên thì thôi, canh khuya là xuống đắc đạo bát ngát ha. Rồi gặp một cái ông Bà La Môn cài ruộng, ông không có học, ông thấy Đức Phật đi khất thực, ông mới cái tâm ông là cái tâm bất kính Đức Phật mà không tốt. Ông mới nói này ông Sa Môn, tôi thấy ông còn trẻ, ông có sức khỏe, tại sao ông không đi làm giống như tôi nè, để kiếm gạo mà ăn, ông đi xin làm cái gì à. Đó, tại sao ông không đi cái là cày ruộng, gieo giống, rồi gặt lúa, rồi về có lúa mà ăn. Ông thắc mắc như vậy. Thì Đức Phật biết ông Bà La Môn này là ông có duyên lành rồi. Đức Phật hôm nay đến tế độ ông. Thì lúc bấy giờ Đức Phật Ngài cũng điềm tĩnh, Ngài nói: này ông Bà La Môn, Như Lai cũng cày ruộng, Như Lai cũng gieo cấy, rồi Như Lai cũng gặt, rồi Như Lai cũng ăn. Ông này ông nghe ông còn bực dữ nữa. Ông nói ông cài cái gì, ông gieo cái gì, ông gặt cái gì. Ông có làm đâu mà ông gặt, ông đi xin không à. À, cái Đức Phật Ngài mới từ từ Ngài trả lời. Ngài nói đối với Như Lai cũng có hạt giống. Đó là đức tin là hạt giống. Đó, cái ý của Đức Phật là chúng ta có cái niềm tin. Cái niềm tin nơi Tam Bảo, niềm tin vào giáo pháp, đó là cái hạt giống lành. Nó sẽ nảy mầm ra bao nhiêu là thiện pháp. Niềm tin là hạt giống. Rồi cài bừa là chánh niệm. Những cái lưỡi cài của Đức Phật đó, bén lắm.
cắt đứt hết những cái cỏ rễ gốc rồi để mà cài rổ. Ai cũng có con dao chánh niệm trong người hết, nhưng con điều là không ai mài hết trơn. Lục nhách phiền não tới cột mình chặt hoài không đứt, mà phiền não nó dai lắm. Cái phiền não mà nó đâu phải con dao bình thường mà cắt đứt đâu. Cái phiền não là giống như cái bộ phim mà Bao Công mà ngày xưa quý vị coi, cái tập mà Mộng Hồ Điệp đó. Nó nói rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Đó, phiền não nó ghê đó. Mà nâng chén tiêu sầu thì càng sầu thêm. Tức là càng nói nhiều thì càng phiền não, mà càng phiền não thì càng nói nhiều. Càng gây bất thiện thì càng đau khổ, mà càng đau khổ thì càng gây bất thiện. Nó cứ vậy đó. Tức là rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nhưng mà rồi không, cái con dao chánh niệm tùy của mỗi người mà chúng ta mài, mài sao cho chặt bén, phiền não mãi vừa bám vào người mình là mình cắt liền, mình cắt đứt liền, không có để cho nó xâm nhập vào trong người mình. Cài bừa là chánh niệm, phân bón là việc lành, lưỡi cài là nhẫn nại, con bò là tinh tấn, tay cầm sợi dây là trí tuệ. Như Lai dùng lúa gạo của Như Lai, đó là Như Lai hướng cái hương vị giải thoát. Nói về cái ông Bà La Môn ngộ, tức là Đức Phật ngày giải theo cái nghĩa bóng. Ý tôi đang nói rằng là những cái bài kinh của Đức Phật là được gọi là khéo thiện thiết cho mọi tầng lớp. Mình bây giờ mình nằm trong tầng lớp nào cũng có thể mình học được. Có một điều là mình có chịu học hay không thôi, mình có chịu tu hay không thôi. Chứ mình lục lại tất cả bài kinh của Đức Phật thì từ thường dân cho tới vua chúa, từ quan từ quân cho tới thường dân, từ học thức cho tới người không học, tất cả, kể cả chư thiên, thì giáo pháp của Đức Phật là tùy theo căn cơ trình độ mà chúng ta có thể hành trì được hết. Rồi, quay lại cái đề tài hôm nay là chúng tôi đang giảng cho quý vị cái bài kinh có tựa đề là gì nhớ không? Tất cả các lậu hoặc. Bài kinh này Đức Phật ngày dạy chúng ta có 7 cái pháp môn để phòng hộ. Phòng hộ và diệt trừ các lậu hoặc. Mình bây giờ là lậu hoặc phiền não nó đầy, bây giờ mình phải cảnh giác tối đa để phòng hộ những cái lậu hoặc này, đừng cho nó xâm nhập vô người mình. Đức Phật ngày dạy chúng ta là một căn nhà có 6 cánh cửa, và kẻ trộm bên ngoài lúc nào cũng đang rình rập, là phiền não đó. Ngày kia chúng ta phải đóng 6 cái cửa lại cho thật chặt, và phải phòng hộ cho kỹ lưỡng. Đằng này mình không nghe lời, mình mở tắt quát hết. Ta mở một cửa đi được rồi mình mở luôn 6 cửa. Thôi mở 6 cửa cũng được đi, mà phải phòng hộ đi, canh chừng đi. Không có mở 6 cửa xong không canh chừng, ai muốn vô vô, ai muốn ra. Phiền não á, nó muốn vô nào cũng vô à. Mắt tay mũi lưỡi mới vô lúc nào cũng được á. Muốn ra. Nó muốn hiện là hiện, nó muốn sân là sân, nó muốn xìu là xìu, nó muốn nóng là nóng, nó muốn cương là cương. Nói chung là bất cứ lúc nào phiền não vô trong nhà mình. Rồi mình không canh phòng. Đã những không canh phòng cho giặc muốn vô, vô muốn ra. Phiền não muốn vô, ra. Chẳng những vậy cái mình lại mình còn chơi với nó nữa. Cái này mới ghê. Tức là mình chơi với nó, cái kết thân với nó, rồi nó trở thành, rồi chơi thân thời gian cái mình nâng nó lên làm chủ luôn. Mình trở thành là người khách, nó là chủ mình là khách, nó là chủ mình là tớ. Đó, cho nên suốt cuộc đời chúng ta là kẻ nô lệ trung thành nhất cho mấy cái người đó. Bây giờ nó vô nó mọc rễ rồi nhà mà rồi, nó nhập hộ khẩu thường trú rồi. Ha, mình cho vô nhập hộ khẩu rồi, rồi mình tự nhiên đi cắt hộ khẩu làm tạm trú. Rồi mình là chủ không chịu, cái tự nhiên bây giờ mình xuống mình làm người làm cho nó. Nó sai biểu mình, nó sai mình cả ngày. Mà mình ngoan ngoãn mới ghê chứ. Mình cười mà mình làm không á, mình vui vẻ mà làm không á, mình không thấy miếng gì khổ đau hết. Nó khổ vô đó. Tức là mình lấy khổ làm vui. Cũng giống như cái người mẹ mà có thằng con trai nó mê đứa con gái vậy đó. Rồi nó mê, nó si mê quá, nó yêu si mê quá. Rồi nó đưa, nó rước, nó đón, nó chờ, nó đợi. Rồi mưa, rồi nắng, nó dầm. Rồi mẹ thấy vậy, nó sợ con ơi, nó là con gái đâu có gì đâu. Mà cái gì đó mà con khổ dữ vậy. Sao mẹ thấy con đứng con chờ rước nó mà mưa tầm tã. Mẹ thấy mẹ xót quá đi. Nó trả lời mẹ, mẹ thấy khổ chứ con đâu thấy khổ đâu.
Mẹ thấy khổ chứ con đâu thấy khổ. Đức Phật nhìn xuống rồi nói trời ơi các con ấy khổ lắm. Ngài thấy khổ chứ tụi con đâu thấy khổ. Tụi con lấy khổ làm vui. Cái thằng con trai đó nó lấy cái chuyện mà dầm mưa giải nắng, mà nhiều khi càng mưa mà càng nắng á, nó còn khoái nữa chị không, để cho động lòng nàng. Nàng ra thấy mưa trời gió bão bùng quá rồi, thấy không? Tức là ảnh muốn là càng mưa càng nắng, anh dùng khổ nhục kế mà. Đó, anh nói nôm na là như vậy. Rồi cái đó mình nói chuyện ở ngoài làng chút, bây giờ quay vô bài kinh đi. Thì ở đây Đức Phật Ngài dạy chúng ta có 7 cái pháp môn để mà phòng hộ. Phần thứ hai là các lậu hoặc, phòng hộ thứ nhất là gì? Là các lậu hoặc do tri kiến đoạn trừ. Quý vị hiểu cái chữ tri kiến không? Tri kiến là cái sự suy nghĩ và hiểu biết, quan niệm, chánh kiến và tà kiến rồi đó. Mà nhờ nghe pháp mà mình mới có chánh kiến. Tức là mình thay đổi những cái tư duy gì để sai đi. Nãy chúng tôi nói là 10 việc lành, có cái việc lành là phải thay đổi cái tri kiến. Trước đây thì mình tin cái điều đó, nhưng mà sau này mình nghe pháp là mình thấy cái điều đó nó không có phù hợp, cho nên mình không có tin, mình phải thay đổi. Thì ở đây Đức Phật Ngài dẫn dạy cái tri kiến là gì? Tức là mình không tuệ tri các pháp cần phải tuệ tri, mà mình tuệ tri các pháp không cần phải tuệ tri. Đó, cái khổ của mình vậy đó. Là cái nói thẳng luôn là gì? Cái cần biết thì mình lại không chịu biết, mà cái không cần biết thì mình lại muốn biết, mới ghê đó. Nó khổ chỗ đó. Thí dụ như bây giờ pháp môn tu tập Đức Phật là cái cần biết mà mình không muốn biết. Người ta ngồi ta nói cho mình nghe mà mình không muốn nghe nữa. Nói là nghe tới an lạc mà không chịu nghe. Mà còn cái chuyện của các bà năm bà bảy đó, nghe nó phiền não muốn chết vậy đó mà lại muốn nghe. Mà nghe đang nghe nửa chừng mà nó đứt cái là chút xíu về gọi điện hỏi coi cái kết cục nó sao. Máy này như nó muốn hết pin đó. Tức là sao? Tức là cái cần biết thì mình lại không muốn biết, mà cái không muốn biết thì mình lại muốn biết. Đó, cái gì biết mà mang đến an lạc, không có phiền não thì cái đó là cái cần. Đó, những cái pháp này chúng ta cần biết để làm chi? Để mà mình tu học mà mình lại không muốn biết. Còn những cái pháp mà không phải có bậc chân nhân, không phải có bậc thánh là dứt khoát mình đừng có biết, mà mình lại thích biết. Mình thích pháp đời hơn là pháp đạo. Chuyện đời rành lắm. Vừa rồi chúng tôi đi từ thiện trên xe, có một cái cô Phật tử đó. Trời ơi, hỏi về pháp đời á nghe. Tại cái chỗ của cô này ở là toàn là người ta chơi hụi không à. Mà chúng tôi không biết hụi là gì. Mới hỏi con câu hụi là gì thôi. Bà nói 3 tiếng hồ chưa hết. Nào là hụi mẹ, hụi con, rồi hụi từng, hụi tháng, hụi ngày, rồi hụi đó, chủ hụi, rồi lúc đó ăn hụi đầu, ăn hụi chót gì. Bà nói hồi mấy tiếng hồ mà chưa hết. Chỗ vậy đó. Mà hỏi một câu pháp bẻ không ra. Đó là cái không cần biết thì biết. Không tuệ tri các pháp cần phải tác ý. Cái tuệ tri cái chuyện gì đâu mà muốn biết mấy cái chuyện mà nó mang đến phiền não không. Mà thật sự quý vị biết không, mình thấy nó nhiều khi nó vui nhưng mà nó cũng phiền não. Chứ không phải không phiền não đâu. Pháp đời là chắc chắn nó có vui đó mà nó khổ đó, nó phiền não đó. Chỉ có pháp của Đức Phật á, thì mới dẫn đến an lạc hoàn toàn. Cho nên chúng tôi có một cái bài giảng là niềm vui chánh pháp và niềm vui cuộc đời. Cái niềm vui chánh pháp á, là mới là cái niềm vui lâu dài tuyệt đối. Còn cái niềm vui cuộc đời, vui đó nhưng mà buồn, buồn đó. Có vui thì sẽ có buồn đó quý vị. Có sướng, có khổ, vô thường người ơi. Nhiều khi mình thấy mình được, ở trong cuộc đời mình được cái này, được cái nọ, mình vui. Ví dụ như mình may mắn, mình mua, mình lanh lợi mà mình nghe ngóng coi cái chỗ nào bán đất hay bán nhà hay gì đó là mình mua được. Mình mua được xong cái mình buôn bán, cái mình có lời, mừng quá. Nhưng mà rồi cái vui đó nó không bao lâu, nó sẽ có cái buộc. Đó, chỉ có pháp của Đức Phật thì mới cần phải tư duy và biết. Rồi cái thứ hai là gì? Cái thứ hai tức là có các lậu hoặc do phòng hộ để đoạn trừ. Phòng hộ ở đây tức là chúng ta phòng hộ sáu căn. Đó, phải thu thúc lục căn. Đầu tiên là do tri kiến để đoạn trừ. Quý vị biết không?
Nếu mình nghe pháp một thời gian, mình có chánh kiến rồi, nó cũng bớt đi một số phiền não. Chúng tôi chứng minh cho quý vị biết không, nếu mà người mà biết đạo một cách chánh tri kiến rồi thì họ không có buồn. Cho nên người ta mới có một câu là biết đạo không buồn chuyện trái ngang. Mình không biết đạo cho nên mình thấy cái chuyện trái ngang mình buồn lắm. Thì một vấn đề thôi quý vị, mà có tri kiến về nhân quả nghiệp báo đi. Mình có cái tri kiến về nhân quả nghiệp báo thì mình biết là mọi cái các đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả. Đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra, đúng không? Quý vị có tin với chúng tôi rằng là không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả. Đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Thấy không nè? Cho nên ta sanh ra đời là gì? Là để trả nghiệp. Sao nhiều người lại cứ thở dưới than, lại quán trách sao cuộc sống quá phũ phàng, tội gì đâu mà cứ đài con mãi. Đã là người am hiểu lời Phật dạy, hãy chấp nhận với cuộc sống hôm nay. Khi nghiệp đến thì vẫn cứ giang tay, vui vẻ nhận vì nghiệp ta phải trả. Nếu mà biết được như vậy rồi thì đâu có buồn chuyện trái ngang nữa. Còn đằng này mình sao mình trách móc dữ lắm, mình buồn dữ lắm. Tại sao ông trời không cho tôi mà cho các bà cái bên, tại sao tôi không được mà người kia được, vân vân và vân vân. Sau này mình bớt đi cái vụ mà buồn ba cái chuyện vớ vẩn đó đi. Đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Rồi cái phòng hộ thứ hai là do phòng hộ các căn để đoạn trừ phiền não. Chúng ta nên thu thúc lục căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dạ và ý. Những cái nguyên nhân gì làm cho tâm tham ái hay sân hận khởi lên thì hãy khắc phục và chế ngự những nguyên nhân đó, là chúng ta thấy bớt phiền não liền. Rồi thứ ba là gì? Có các lậu hoặc do thọ dụng, do thọ dụng để đoạn trừ. Ở đây Đức Phật Ngài nói rằng là tất cả chúng sanh di tồn nhờ vật thực. Nhiều khi mình đói, mình cũng không chịu nổi, mình phải ăn. Thì cái thọ dụng này là thọ dụng vật thực, do thọ dụng y phục, thọ dụng thuốc men, nói chung là tứ vật dụng á. Mà chúng ta thấy mỗi lần mình đói cái mình ăn vô nó hết đói à. Mỗi lần cái mình lạnh mình mặc vô nó bớt lạnh đó. Mình bình cái uống thuốc nó hết đó. Đây là những cái lậu hoặc mà do thọ dụng đó. Thọ dụng là ở đây chúng ta thọ dụng về y phục nè, đồ ăn nè, sàn tọa nè, thuốc men. Bốn cái này là Đức Phật nói nó cũng dẹp diệt cho chúng ta những cái phiền não. Nếu không có mấy cái này là mình phiền não dữ lắm, đói quá là phiền não, rồi bệnh cũng phiền não, lậu hoặc nó sanh khởi từ mấy cái chuyện này. Cho nên phương thứ ba là do thọ dụng, nhưng mà mình thọ dụng cái đúng cách nha. Có nhiều người không hiểu trong cái vấn đề mà ăn uống, bây giờ nó có nhiều cái pháp môn thực dưỡng đưa cho con người đến một cái sự sức khỏe để mà bớt đau bệnh. Nhưng mà người ta chú trọng đến cái chuyện chất xơ nè, giảm bớt chất béo nè, chất đường nè, này nọ vân vân. Nhưng mà có một điều mà họ không bao giờ để ý, đó là cái gì biết không? Ăn vừa đủ no. Thường là mình ăn no không à. Cho dù mình ăn cái thứ gì mà ăn no nó cũng dễ sinh bệnh lắm. Mà trong kinh Đức Phật Ngài dạy là phải tập cái tâm là ăn vừa đủ no. Cái đó mới là quan trọng. Cái này Phật dạy. Phật dạy cho Đức vua Bassenadi Ba Tư Nặc là Phật dạy rằng là ăn uống luôn tiết độ, sống trong sự tỉnh thức, dừng lại trước khi no, già chậm tuổi thọ dài. Đó, ông vua này thì ông ham sống lâu, làm vua mà ai cũng sợ mau chết sớm lắm. Cũng sợ bệnh. Rồi ông tới bạch Phật là bằng cách nào cho con được sống lâu, rồi tuổi thọ dài ra, ít bệnh. Thì Phật dạy ông rõ ràng là ăn uống luôn tiết độ. Mình ăn cái thứ gì mà không tiết độ là chết. Cho dù mình ăn rau mà không tiết độ cũng chết. Nhiều người ăn rất xanh lét luôn, giống cây rau luôn mà bệnh. Tức là không có biết tiết độ. Có người ăn chay mà ống nhôm nhách luôn, ăn mà gì gạo lứt muối mè vậy đó, số 7, số 8 vậy đó, ăn riết là còn xương cái da không. Đó là không tiết độ, không có biết chừng mực. Ăn uống luôn tiết độ. Thứ hai là gì?
sống trong sự tỉnh thức là chánh niệm, lúc nào cũng tỉnh thức hết, không có để cái tâm mình bị cuốn theo những cái phiền não ha. Luôn sống trong sự tỉnh thức, dừng lại trước khi no. Đó, cái này mới chỗ quan trọng. Cái điểm chính của mình là khi mình ăn nhớ chưa no là dừng đi. Còn mình không có đâu, đợi một là no, hai là cành hông, ba là nhét vô không nổi nữa mới dừng. Cái này chết sớm hay là sống lâu? Chết sớm. Bệnh tan xác. Ăn cái thứ gì không biết mà cái giọng vô đầy bụng là cho dù đó là một bụng rau cải cũng bệnh, đừng có nói không bệnh. Chỉ có cái mấu chốt là sao? Dừng lại trước khi thì no. Đó, bây giờ về tập cái chỗ này. Tập cái chỗ là khi ăn bất cứ cái gì cũng vậy, nó chưa no là dừng đi. Hỏi ai dạy vậy? Phật dạy. Phật dạy cho vua. Mình bây giờ mình phước lắm, mình dân rồi được học cái này. Hồi xưa Phật dạy cho vua, mình là dân, mình học. Thì bây giờ mình nhớ điều là ăn cái gì cũng vậy, chưa no là dừng. Đừng bao giờ để no mà dừng. Mà thường cái mình là nó có, ăn có trớt lắm. Cái gì nó ngon miệng á là khó dừng lại lắm. Ăn cái nào mà ăn hết nổi rồi mới dừng. Cái kiểu này thì thôi không có già chậm tuổi thọ dài đâu, mà chết sớm. Bệnh hoạn chết sớm. Rồi, có những lậu hoặc do kham nhẫn được đoạn trừ. Kham nhẫn ở đây tức là mình phải kham nhẫn với cái thời tiết nè, nóng lạnh nè, đói khát nè, xúc chạm mũi mông nè, rồi sức nóng nè, các loài bò sát nè, rồi lời nói mạ lị phỉ báng của người khác nè, các khổ thọ về thân. Đó, mấy cái này là mình phải tập. Miệng là của người ta, tai là của mình, nói là quyền của họ, nghe hay không là quyền của mình. Mà mình không phát huy cái quyền của mình đi phát huy cái quyền người khác. Kêu bà im, không được nói. Nói là cái gì của bà. Tại sao mình không phát huy là mình nghe, mình không nghe quyền của mình. Nói kiểu bà nói mệt, kệ bà. Thấy không? Thích nhằn thì cứ nhằn đi. Có cái bài thơ này nó cũng vui, đọc nghe cho nó đỡ buồn. Là có cái ông này, ông cưới vợ xong ông về, ông ngẫm sao ông viết được bài thơ. Ông viết mình đọc thấy cũng hay. Ông nói vợ tôi nó dữ như chằn hèn chi lúc trước chẳng thằng nào thương. Không ai thương ông mới thương chứ. Mới quen cũng thấy bình thường, bây giờ lỡ cưới hết đường rút lui. Chắc tại hồi đó tôi đuôi hay là tại số tôi xui không chừng. Nghĩ tới bực phát muốn khùng tối ngày nhằn riết lùng bùng cái lỗ tai. Riết rồi cái mặt tôi chai, giả đò như điếc không hay biết gì. Thích nhằn thì cứ nhằn đi, ông không để ý làm chi cho phiền. Đó, cái chuyện nhằn là chuyện của bà, còn cái chuyện nghe hay không là chuyện của mình. Đó, cho nên á, ta nói sống một kiếp người bình an là được đó, hai bánh bốn bánh chạy được là được, tiền ít tiền nhiều đủ ăn là được, ông xã về trễ miễn về là được, bà xã thương mình, bà xã cằn nhằn thương mình là được đó. Mình không có nghe bà cằn nhằn là chắc cũng bà, tại bà thương mình thì nghĩ như vậy đó, gọi là khéo tác ý. Mình mà tu cái pháp môn khéo tác ý là quý vị giảm bớt 50% phiền não rồi. Tức là tác ý những gì cần tác ý, khác nhau ở một cái nhìn thôi, đời hư hay thực tâm mình sáng soi. Cái bà đó bà chỉ dạy mình mà mình không hiểu, mình bực bội, nhưng mình hiểu là bà bảo giúp mình, bà muốn chỉ mình, bà nói gì là bà muốn chỉ mình. Ví dụ mẹ la con mà con hiểu được đây là những cái lời mà xuất phát từ tình thương của người mẹ, ta nói là mọi chuyện nó ổn thôi. Còn đứa con mà nó không hiểu, nó tưởng đâu là cứ ra rầy mắng nó, cái đầu nó quán thù. Đó, nó khổ vậy đó. Ăn thua là mình tu cái đạo Phật là tu như vậy, tu ngay thực tế luôn. Tức là mình tiếp xúc, mình nhẫn nại với mọi pháp, chịu đựng. Chứ bây giờ là Phật dạy cái vũ khí tối ưu của người tu là gì? Là gì? Là kham nhẫn, là nhẫn nại. Sức mạnh của người tu là nhẫn nại. Đức Phật ngài dạy có bốn cái sức mạnh. Đầu tiên là sức mạnh của ông vua. Là gì nè? Là quyền lực. Ông vua là quyền lực mạnh lắm. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Vua biểu chết mà không chết là bất trung.
Rồi sức mạnh thứ hai là của đứa bé. Sức mạnh của đứa bé là gì biết không? Là tiếng khóc. À, nó nằm đỏ hỏn vậy đó, đụng nó khóc lên cái là mình rụt tay lại liền. À, mấy đứa nhỏ đó đang nằm trong nôi á, mình lại mình khiều khiều nó nghe, mà nó khóc lên cái là mình rút cái tay mình lại. Nó lạ vậy, nó có cái sức mạnh của nó. Rồi sức mạnh của phụ nữ là gì? Hả? Là nước mắt. Trời ơi, đụng tới nàng mà nàng khóc rồi một cái thôi là bao nhiêu tiêu tan hết. À, rồi sức mạnh của sa môn là gì? Nhẫn nại. Đó, sự nhẫn nại chịu đựng. Có những lậu quật, có những lậu quật do kham nhẫn để mà đoạn trừ. Rồi Đức Phật Ngài dạy tiếp, có những lậu quật do tránh né để đoạn trừ. Tránh né ở đây tức là có những các loài thú mình phải né, như thú dữ nè, gai góc nè, hố sâu nè, vực thẳm nè, biển hồ đó, mấy cái đó phải né bớt đi, chứ không mà ra đó cho chết. Phật dạy kỹ lắm. Những cái chỗ này là chỗ nguy hiểm. Người ta đã vẽ hai cái xương với cái đầu lâu rồi, ta cảnh báo đây là chỗ nguy hiểm. Hố sâu, vực thẳm, nguy hiểm, không có đến gần. Mình nhào tới gần thì mình tự chuốc lấy cái chết thôi. Đó là trách ai? Trách mình. Mình không có biết tránh né để đoạn trừ, sinh ra phiền não. Đúng không? Dòng sông nó có giết người không? Không. Mà người không biết lội, nhảy xuống dòng sông là sao? Đó, mình không né dòng sông là mình tự giết mình. Cho nên sư đi tàu, đi ghe đó, ai mặc một cái áo phao sư mặc hai cái. Kỳ đó có đi chung với sư Thiện Minh, đi ra cái sông Đồng Nai á, ở cái khu rừng Trị An á, sông Đồng Nai Trị An á, thì cái ông đó kêu mấy thầy mà mặc áo phao vô, thì sư Thiện Minh mặc có một cái à, còn sư Chánh Định mặc hai cái, mặc trước một cái, mặc sau một cái. Ông hỏi sao mặc dữ vậy? Ông nói ông biết lỗi, tôi không biết lỗi. Ông xuống một cái phao ông còn nhoi nhoi được, cái tôi xuống dưới là tôi chìm. Cho nên thôi chắc ăn tôi mặc trước một cái, đằng sau một cái, mặc hai cái gịch lại vậy đó. Đó. Mình phải phòng thủ, tránh né độ trừ. Lỡ mà có lật nó thì mình cũng phải một cái phao phải bơi mệt. Còn mình hai cái phao luôn là nó nổi phình vậy đó. Sẵn dịp này thì nhắc đến Thượng tọa Thiện Minh thì chắc các Phật tử đây cũng biết rất là nhiều. À, có nhiều cái, tại chúng tôi gần cái Thượng tọa Thiện Minh rất nhiều, có nhiều cái kỷ niệm lắm. Có gì muốn nghe về Thượng tọa Thiện Minh thì bữa nào chúng tôi ngồi kể từ sáng chiều cũng không hết nữa. Rồi, có những lậu hoặc do tránh né đoạn trừ nghe, phải tránh né. Tức là ở đây Đức Phật Ngài đề cử ra là thú dữ nè, gai góc nè, hố sâu nè, những chỗ ngồi, những cái trú xứ không xứng đáng, hoặc là những bạn bè mà không tốt. Chứ mình gần bạn bè xấu là cũng tiêu mình luôn, gần mực thì đen, thấy không? Ngạn ngữ nước ngoài có một câu rằng là bạn cho chúng tôi biết bạn của bạn là ai, chúng tôi sẽ biết bạn là người như thế nào. Giới thiệu bạn của mình là bạn nhậu, rồi trước sau giờ mình cũng thuộc dạng là chè chén say sưa. Giới thiệu bạn của mình là bài bạc đề đốm, là trước sau thì mình cũng nhà cửa bán tùm lum hết à. Vậy đó. Cho nên là cần phải tránh né. Rồi Ngài dạy tiếp, có những lậu hoặc do trừ diệt để đoạn trừ. Trừ diệt ở đây là gì? Là mình có ba cái gọi là tư niệm bất thiện. Tức là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Dục tầm là gì? Tầm là tìm hướng đến đó. Tối mình nằm mình trước khi ngủ mình cũng hướng tới dục vọng nhiều. Tham lam, dục vọng. Rồi mà hãy cái gì không hướng tới tham lam, dục vọng thì hướng tới sân tầm. Sân tầm là gì? Là những cái gì mà bức bách, bất tội nguyện, khó chịu, bực bội, phiền não, sân si. Cũng nghĩ nó. Rồi thứ ba là hại tầm. Hại tầm là gì? Là nghĩ cái tâm ác. Ác tâm với cái mọi vấn đề. Là sự trả thù, sự hiềm khích, bực bội, trù cho người ta chết sớm, ví dụ vậy. Giận của bà đó quá mà không làm gì được, giá cho bà chết sớm cho rồi đó. Đại khái là mong cho bà bị cái này bị cái kia, mà không biết bà bị mình có được gì không, mà mình cũng mong cái tâm, cái ác tâm của mình á. Người ta nghèo thì mình có giàu hơn đâu, người ta xấu mình có đẹp hơn đâu, người ta khổ mình có vui hơn đâu, mà cũng khoái. À, cái tâm đó là hại tầm, phải trừ diệt nó ngay. À, cái chỗ này phải trừ diệt nó ngay. Cho nên ở trong cái mấy chữ duyên á,
Thiện duyên phải giữ luôn luôn, mà ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên. Ba cái này phải diệt, có những lậu quật cần phải diệt trừ nó nghe. Đó là những cái dục tầm, là sân tầm, là hại tầm, là các ác bất thiện pháp. Nói tóm lại tất cả các ác bất thiện pháp. Bất thiện pháp là bản chất của mình rồi, nhưng mà những cái ác bất thiện pháp là phải diệt. Thí dụ như sân thì ai không sân, đúng không? Ở đây tất cả chúng ta đều còn sân. Tham thì ai cũng tham, đúng không? Nhưng mà đừng bao giờ để tham ác. Đừng vì lòng tham mà làm ác. Đó gọi là ác bất thiện pháp. Tham là bất thiện, sân là bất thiện ha. Nhưng mà người nào vì lòng tham mà làm ác, vì lòng sân mà làm ác thì gọi là gì? Ác bất thiện pháp. Nắm không? Nắm ý này không? Thì mình bây giờ người tu nó khác hơn người không tu là cái chỗ gì? Là mình tham sân vẫn còn. Mình là phàm phu mà, đầy trong người luôn á. Có cái máy nào mà rỗi mà scan ra coi ai tham bao nhiêu, sân bao nhiêu là trời ơi chắc virus đầy luôn. Nhưng mà được hơn cái người không tu ở cái chỗ là gì? Mình không có gì cái lòng tham mà mình làm ác. Tham thì ai cũng tham, ai cũng thích nhà lầu, xe hơi, sư cũng thích vậy. Thấy không? Ai cũng thích tiền nhiều, ai cũng thích áo đẹp, ai cũng thích cuộc sống hữu sung sướng. Nhưng mà mình dứt khoát không gì mấy cái thích này mà mình làm ác. Đó, vỗ tay chúc mừng mình cái đi. Còn mấy người mà họ không tu là họ bất chấp thủ đoạn ha. Gọi là thương trường như chiến trường, là bất kể miễn sao họ đạt được mục đích thôi. Còn mình là dứt khoát, sống cho ngay thẳng thật thà, dù là thua thiệt vậy mà bình yên, vui ha. Mình chủ trương của mình là vậy. Tham thì vẫn còn tham, sân vẫn còn sân, nhưng mà không có tham ác sân, sân ác. Rồi, có các lậu hoặc do tu tập để đoạn trừ. Là cái cuối cùng là Đức Phật Ngài muốn chúng ta tu về thất giác, giác chi. Đó, thì tóm lại, hôm nay chúng tôi giảng cho bài kinh quý vị là bài kinh tất cả các lậu hoặc, hay còn gọi là nhất thiết lậu hoặc có 7 cái pháp để phòng hộ. Lặp lại nghe. Thứ nhất là gì? Có những lậu hoặc do tri, kiến, đoạn trừ. Nhờ quý vị nghe pháp, quý vị mới có được trì kiến, gọi chánh tri kiến ha. Ví dụ như lúc trước đây mình khổ là mình hay trách trời, trách Phật, trách cha, trách mẹ, trách hoàn cảnh, trách xã hội, trách đủ thứ. Bây giờ mình vô chùa mình học rồi, mình biết là không có gì tự nhiên trên cuộc đời này, cả đều do nhân quả hết, thấy không? Kiếp xưa do lỡ phụ người, kiếp này mới gặp phải người phụ ta. Trước mình không hiểu, mình trách tại số phận này nọ lum la, không phải, mà là do nhân quả. Nếu không phải nghiệp của mình thì ông kia ổng gây nhân. Mình biết vậy mình cũng không quan trái làm chi, quan trái mới sao gặp nữa, mệt ha. Rồi thứ hai là có những lậu hoặc do phòng hộ. Phòng hộ đây là thu thúc lục căn ha. Có ta có mắt như mù, có tai như điếc vậy đó. Còn mình bây giờ mắt thì mở trâu tráo, tai thì nghe đủ thứ chuyện hết. Mình mở nhưng mà cái cần thấy mình thấy, thấy mà không nhìn mới ghê. Nhìn mà không suy nghĩ, suy nghĩ mà không dính mắt, khó lắm. Bây giờ mình cứ thấy đi, có mắt phải thấy chứ, thấy không? Nhưng mà thấy rồi mình đừng có để nó nắm giữ tướng chung tướng riêng. Mình thấy cái mình nắm giữ tướng chung tướng riêng, đẹp xấu giàu nghèo trẻ già, dễ thương dễ ghét là mệt. Bây giờ thấy thì biết thấy thôi. Nghe biết nghe. Này ba hế giá, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái biết chỉ là cái biết. Không có người ở trong đó, mà tự nhiên mình nói mình có ở trong đó. Rồi mình thấy nghe ngửi nếm đụng cái mình thích chứ không thích là mệt lắm. Phiền não sanh ra từ đây. Rồi có những lậu hoặc do thọ dụng để đoạn trừ. Như là chúng ta thọ dụng về tứ vật dụng ha, cơm, nước, y phục, rồi thuốc men rồi đó ha. Có những lậu hoặc do kham nhẫn đoạn trừ, có những lậu hoặc do tránh né đoạn trừ, có những lậu hoặc do trừ diệt được đoạn trừ, và có những lậu hoặc do tu tập để đoạn trừ. Coi cái phương pháp nào nó phù hợp với mình nhất, mình chọn một cái làm cái kim chỉ nam, làm một cái bảo bối, một cái phương pháp để mà mình hành theo. Mà ở đây chúng tôi thấy đầu tiên chúng ta nên dùng cái tri kiến là hay nhất.
Mà trong đó có một cái điều mà chúng tôi muốn gửi quý vị là gì? Nhớ dùm chúng tôi học câu này là biết đạo không buồn chuyện trái ngang. Biết đạo rồi, tất cả đều do nhân, nhân quả. Buồn không? Không, không buồn. Đọc theo câu này đi, về tu nè. Biết đạo không buồn chuyện trái ngang, biết đủ không chi phải vội vàng, từ bi hỷ xả lòng thanh thản, nghe lời Phật dạy sống an khang. Mỗi lần Tết đến xuân về mình chúc cuộc sống an khang, mà không nghe lời Phật dạy muôn đời cũng không an khang. Chỉ có nghe lời Phật dạy hành theo mới được an khang. Rồi hôm nay chúng tôi xin chia sẻ bài kinh thứ nhất. Bài kinh có tựa đề là Nhất Thiết Lậu Hoặc. Có 7 cái phương pháp phòng hộ để đoạn trừ những lậu hoặc này. Mong rằng quý Phật tử nghe cái bài kinh này nó hơi khô khan tí, nhưng mà coi cái gì mà chúng ta thấy nó phù hợp, pháp môn nào phù hợp với mình thì mình hành theo. Và hành theo chúng ta sẽ có ngay cái kết quả an lạc ngay trong hiện tại, chứ không ở đâu xa xôi. Đạo Phật không phải là đạo cầu sinh, là đạo trở lại chính mình mà thôi. Đạo không lý thuyết đầu môi ha. Nói ra là để đi đòi thực hành. Giữ tâm miệng ý trọn lành. Khi tâm thanh tịnh thì tịnh thanh cõi đời. Giữ tâm miệng, giữ thân miệng ý trọn lành. Phải giữ tam nghiệp ha. Giữ tâm miệng, tâm hay khẩu đó, tâm miệng ý trọn lành, cho nó trọn lành như Đức Phật vậy đó. A-ra-hăng Đức Phật trọn lành, bởi vì tam nghiệp của Ngài là trọn lành, hướng về cái việc lành mà nó trọn vẹn luôn. Rồi trước khi dứt lời, cho phép chánh định được nói lời tri ân đến Hòa Thượng Pháp Cao Diện Chủ, Đại Đức Pháp Hiếu trụ trì cùng chư Tăng, đặc biệt là các Phật tử tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng, đã cho chúng tôi một khoảng không gian thời gian, một buổi tối tuyệt vời để chia sẻ bài kinh này. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật. Làm chi tôn chi thanh, ca tội lỗi mà con đã vội. Phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Ca tội lỗi mà con đã vội, phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thanh Tăng. Ca tội lỗi mà con đã vội, phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xa tội lỗi ấy cho con. Ít chi Tăng Ba Thi Tăng Tâm Hằng Khiếp Âm Mê Và Sâm Mê Chân Tô Phá Văn Tô Sắp Âm Măng Gà Lăng Rắc Hành Tô Sắp Bà Đê Và Ta Sắp Âm Bụt Hà Nụ Phá Vê Nà Sâm Bà Thọ Mà Nụ Phá Vê Nà Sâm Bà Sân Gà Nụ Phá Vê Nà Sa Đà Sa Thi. Và hoàn tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng.
các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thấy. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.